còn có lá nữa à, nên nó thì mình cứ dòng ra đây trước cái đây để tính cho cái nè. Nói chung cái lá cỏ này ở nhà đó, nên nó không có được dài nha cả nhà, nó không có được dài. Nếu mà cả nhà đặt hàng á thì mình nhập hàng về thì nó sẽ lá cạ nó đẹp lắm, nó vừa già mà nó vừa dài nữa nha cả nhà. Cái này nó bị sao không? Nó bị chung thì mình làm cái lá cọ này thì nó cũng đỡ hao lắm nha cả nhà. Mình cắm bông vô mình thấy nó cũng sáng rồi nó cũng đỡ hao. Hello, dạ con chào cô dạ Hoàng Kim dạ. Ngọc Huệ nha, xin chào nha. Ở đây giờ cái đây mình đi vòng qua đây nha, tọt lại. Ok nha. Này hồi nãy giờ mình sợ mất thời gian á, cái mình cọt trước cái quần mình đi lá trước à, bây giờ mình chỉ cắm lên thôi, nó cũng nhanh được chút chứ mình còn đi cắt lá này kia còn lâu lắm, tại cái nhà chờ á nên mình làm trước cũng mới à. Cái này nè, nó cũng đâu mà nó chắc hay ghê luôn đó ta. Còn không lọt con hé á. Nói chung hôm nay mình cũng không có rảnh mấy đâu, nhưng mà mình lâu rồi á mình không có tâm sự với cái nhà đó, nên mình lên Facebook mình tương tác cái gì nè cho nó có tương tác cho cả nhà nha đó. Bây giờ ở đây mình còn có một lá duy nhất thôi nha cả nhà, thôi mình đi đỡ giữa đi chứ biết sao giờ đúng không. Ây da, nhiều quá thì mình tính cách khác, còn ít thì mình tính cách khác chứ sao giờ đúng không cả nhà. Đó, mình cho nó vô đây nha. Ok nha. Rồi hello cả nhà, đây giờ mình cho nó vô đây đi, thuộc cái này thì mình cọt bên kia cũng như vậy thôi nha cả nhà ơi. Cái này cũng to lắm nha, cũng to lắm á. Cắm này đỡ cắm bông, hạn chế bông là bớt cho nó nhìn cho là lạ thôi, chứ cắm này lâu lắm mất thời gian đúng không cả nhà. À, cái này nè, không những sao mà nó rất là dễ gắt luôn á,
không để kêu mình để nó héo, mà nó héo thì nó còn khó rách chứ, đúng không? Chứ héo mà sao dễ rách được, đúng không cả nhà? Thôi bây giờ mình nhẹ nhẹ nó thôi đi. Cái phần rất là không có mà xài cho nó. Để nó bớt đi. Bây giờ mình đi cái lá nhỏ này, cái mình đi bao nhiêu mình đi được. Dòng này nha. Cũng không có gì bị cắt nữa cả nhà. Cái là tỉnh nha. Ngày nay mình làm mâm quả giao chiều lại, giờ mình chỉ còn có cái cổng nữa thôi nha cả nhà. Chúc các em phụ mà vẫn là chúc lúa lên, chắc mình cắm xong cái vòng qua này là lên tới á, qua này cắm chắc cũng hơi lâu lâu quá. Rồi là mình quyết định gì, đi vậy hoặc không kia mình cũng đi vậy thôi nha cả nhà. Ôi đây mình dọc qua bên đây, tại vì hai cái này á mình để có một chỗ à, nên mình phải làm cho nó cũng gần gần giống nhau chút nha cả nhà. Ngay giữa đi ra đúng không? Này ok, có một chủ à, nên này đặt hàng mình á, mình cũng phải làm cho hơi giống giống chút xíu nha. Cả nhà có thể chia sẻ hay là bình luận gì để mình cùng trao đổi ý kiến nha. Đây mình lấy cái lá ngắn hồi nãy, cái này chắc cũng xài lá ngắn rồi đấy. Đây lá ngắn hồi nãy nha. Cứ bình tĩnh là chờ đợi như nhà. Thì cọc lá này nữa lần đi bông thì chắc nghiêm nó sẽ nhanh rồi. Mình muốn cọc cái này nữa không nữa nè. Thôi cọc cái nữa đi. Mai là thì nãy mình hứa 9 giờ mình lên nay mà nãy mới có 8 giờ rồi là mình đã cọt mút rồi đó, không mất thời gian lắm. Trời ok, giờ tạm thời nó cũng gần gần giống nhau rồi, không quan trọng giống nhau mấy đâu nha. Rồi hơi giống. Hello nha, hello.